Em thay gửi lời chào tới bác các bác nhé. Một đôi loa thương hiệu, một đôi loa bát 30 đủ giải âm, bát tép đánh rất hay. Một đôi loa chuyên cho karaoke. Đôi loa của chúng ta là đôi loa BMB. BMB bát 30 thùng cân. Hàng bãi còn rất là đẹp nha anh em nhé. Một đôi loa vừa là trưng bày, vừa là một đôi loa có giá trị với thương hiệu rất là cao. BMB CSS 212C. Con này đánh rất sâu nha bác, đánh rất sâu xuống tới 50 này, cho tới 20kHz này. Đấy, RMS ở 400W và tối đa là 1600W. BMB Made in China. Đây là You Only China, sản xuất cho thị trường Trung Quốc. Cái mạ loa rất là chất lượng, cân đối, vuông vắn, rất là nặng. Và đời này của chúng ta nó là gần như đời rất là cao cấp này. Đời này rất là cao cấp của BMB nhá. Nó đều sử dụng bát tép nhập khẩu hết. Và bát tép này nó sử dụng là của Selection. Em sẽ giới thiệu đầu tiên là con chép này. Đấy, tất nhiên là nó sẽ không để cái chữ Selection ở đây rồi. Thương hiệu BB thì họ có dán cái tem của họ về đây. Đấy, họ chỉ ghi là cái mã chép thôi. Đấy, 8 ohm Made in China. Còn đây là một con chép của Selection, rất là xịn sò, phễu họng nhựa nhá. Còn con bát này là cũng của Selection nhưng họ cũng không có ghi gì cả. Đấy, đây là một con bát xương từ sắt, xương sắt nhá. Từ rất to, nặng. Đấy, ở trong này anh em nhìn này. Quay này cho anh em nhìn này, rất là đẹp. Đấy, và màng giấy đặc trưng của BMB. Đấy, gần vải tầm dầu phụ keo 2 sóng rất mới. Ở chữ BMB này anh em nhìn kỹ là nó không phải là nó có một cái dấu hiệu đặc biệt này để anh em nhận biết rất là dễ này. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, cái chữ BMB này nó được in rất là đẹp và sắc nét. Và nó không phải là in màu mà luôn mà nó có những cái đường kẻ này. Đấy, để anh em nhận biết cái loa BMB hàng xịn. Đấy, nó rất là dễ ở những như vậy. Rồi. Đó. Đấy là cái bát tép của con loa. Con loa này thì em bán cũng khá là nhiều vì cái lô này nó có 2 lần về. Đấy, tổng cái lô loa bát 30 này nó rơi tầm hơn 20 đôi rồi. Em bán cũng số lượng cũng còn không nhiều đâu. Anh em còn nhu cầu thì inbox nhá. Đấy, còn bây giờ ở bên trong cái nội thất của nó thì anh em nhìn từ cái lớp bông nó làm rất là dày dặn chắc chắn. Đấy, thùng gỗ ván ép 7 lớp. Đấy, ở trên này có một cục bông nữa, không biết để làm gì. Rồi, chúng ta nhìn tiếp cho em là phần tần này. Phần tần với đời BB này nó được làm phần tần rất là kỹ luôn. Đấy, linh kiện đều được gắn keo và rất là chuyên nghiệp. Đấy, dây giắc thì có giắc cài. Đấy, cực kỳ xịn luôn. Đấy, chất âm của con này thì rất là hay. Bát đánh sâu. Con này có thể đánh ở những không gian 20 30 mét vuông. Đánh gần như không cần súp luôn. Bát cũng đánh khá là hay. Còn về tiếng hát thì BMB nó khá là nổi trội với cái tiếng mic rất là ấm. Đấy, rất là ấm. Đấy, giải trung cao thì sáng rõ ràng. Đấy, mịn màng. Đấy, và cái đôi loa này thì về giá thì em cũng chia sẻ là con này em đang bán với giá 17.500.000 một đôi, đã bao gồm phí vận chuyển lắp đặt cho anh em toàn quốc. Đấy, dây giắc kèm theo cho anh em đầy đủ. Đấy, và cơ bản này còn loa này còn rất là đẹp. Đấy, trong đợt này thì có chương trình khuyến mại tặng kèm của nó khá giá trị, trị giá là gần 2 triệu. Anh em mà có nhu cầu hãy inbox trực tiếp cho em Thành để em báo giá chi tiết và kèm với khuyến mại. Con này hiện tại tại cửa hàng chỉ còn 3 đôi thôi. Đấy, thùng thiếc các thứ còn rất là đẹp nha anh em nhé. Về anh em là vừa chơi, vừa trang trí, vừa bày biện. Con loa này có cái giá trị cực kỳ cao về thương hiệu và về cái độ gọi là giữ giá. Đấy, chất lượng rất là tốt. Đấy, mọi chi tiết anh em hãy chủ động liên hệ với em Thanh nhé, để sở hữu đôi loa BBB này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.